tất cả những loài vật và mọi người đang sống chung quanh ta đều có duyên nhân quả thuận hay nghịch với nhau. Những loài vật nhỏ như kiến, trùng, mũi mòng, rắn, rết đang sống chung quanh con đều có duyên nhân quả với con cả, chứ không riêng con chó này. Nếu con giết chúng là con tạo nhân ác. Một con muỗi đến thăm con là đòi nợ máu của con. Vô tình con chẳng biết đập chết nó, là con đã không trả nợ máu cho nó xong mà lại còn mang thêm nghiệp sát sanh giết muỗi. Khi một con kiến cắn, một con muỗi, một con mồng, một con rết hoặc con rắn cắn đều có nợ nhân quả với nhau cả. Ta hãy vui vẻ đừng giết chúng, vì có giết chúng thì quả đau khổ của chúng ta cũng không hết liền được, mà lại tạo thêm nhân ác là giết chúng. Vì thế khi bị chúng cắn đau đớn thì con nên nghĩ ngay rằng con đang trả nợ nhân quả. Do hiểu biết đang trả nợ nhân quả thì con liền dừng tay không làm thêm một tội ác giết chúng sanh. Một con chó theo quấn quýt bên con đều có nhân quả. Đời trước nó là một người thân của con, hiện giờ ở lớp nghiệp chó. Con không biết nó là ai, nhưng khi con có đôi mắt tam minh vượt qua nghiệp thì con biết nó là ai ở kiếp trước của con. Nó có thể là cha, là mẹ, là anh chị em, là cô bác, là những người thân, chứ không có ai xa lạ đâu con ạ. Vì hiểu biết nhân quả cho nên mọi người, mọi vật chung quanh ta đều là những người thân của chúng ta. Do đó ta đừng đánh đập chúng, mà hãy thương yêu và tha thứ khi chúng đã lỡ lầm xúc phạm đến ta, hoặc làm cho ta khổ đau, hoặc chúng đói khát ăn lén thực phẩm của chúng ta, thì ta cũng nên tha thứ, đừng giết hại chúng, đừng làm chúng đau khổ, mà hãy thương xót chúng như thương thân ta vậy, con ạ. Vì nghiệp nhân quả mà con muỗi đốt ta để hút máu nuôi sống thân, chúng có biết gì đâu, chỉ theo quy luật nhân quả, đói là phải ăn, mà ăn thì phải làm ác, cũng giống như chúng ta vậy, phải không con? Ở đời, mọi người sống cũng vậy. Vì không rõ nhân quả nên mọi người vì cuộc sống của mình mà chà đạp lên sự sống của loài vật khác, người khác. Vì cuộc sống của ta nên ta trở thành kẻ ác, gian tham, giết hại lẫn nhau. Vì cuộc sống mà con người mất bản tính thiện, chỉ còn tính ác hay hung dữ của loài ác thú. Vì cuộc sống của mỗi dân tộc, của mỗi nước mà thế giới chẳng hòa bình, nước lớn mạnh ăn hiếp nước nhỏ yếu. Vì cuộc sống của ta mà ta hãy thương yêu mọi cuộc sống của người khác và loài vật khác. Có như vậy mới chính vì cuộc sống của ta. Con chó vì nhân quả ái kiết sử đời trước chưa tan nên nó dẫn theo sát và nằm gần bên con, dù cho trời lạnh muỗi đốt mà không hề rời con. Lòng yêu thương nó, con đuổi nó vào, nhưng nó vẫn không nỡ rời lìa bỏ con vào nhà. Xem thế đủ biết luật nhân quả ái kiết sử quả là ghê gớm thật. Có đúng như vậy không con? Chúng ta được sanh làm người đều do nhân quả, nên lúc nào cũng bị chi phối bởi luật nhân quả. Buồn rầu, đau khổ, bệnh tật, tai nạn, thương yêu, giận hờn, vân vân đều do nhân quả cả. Chúng ta sống trong vòng tay nhân quả mà không biết chuyển đổi nhân quả thì không thể nào thoát khỏi vòng tay nhân quả. Không gian và thời gian là những mảnh lưới thiên la địa võng của nhân quả, nên không có một vật nào thoát ra khỏi sự chi phối của nó. Muốn thoát ra khỏi quy luật của nhân quả thì chỉ có sống thiện. Sống thiện có 10 điều chúng ta cần phải thực hiện trong cuộc sống hàng ngày.
1. Không giết hại và ăn thịt chúng sanh. 2. Không gian tham trộm cắp lấy của không cho. 3. Không nên tà dâm với người khác, làm hại gia đình người, gia đình mình. Nếu không lấy đạo lý mà giữ gìn đức hạnh thì khổ đau và hối hận không thể tránh khỏi trong cuộc đời, đầy rẫy những ác pháp. 4. Không nên nói lời hung dữ, nạt nộ, chửi mắng người. 5. Không nên nói xấu người. 6. Không nên nói vu khống người. 7. Không nên nói dối, nói không đúng sự thật. 8. Không tham lam, tham muốn. 9. Không sân giận. 10. Không si mê. Trên đây là 10 điều thiện để chuyển hóa nhân quả, khiến cho nhân quả xấu trở thành nhân quả tốt. Còn hãy đọc sách Hành Thập Thiện và Tứ Vô Lượng Tâm mà thầy đã cho ấn tống.